Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bí ngô mini. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bí ngô đỏ ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bí ngô xanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là mình sợ màu đỏ nha. Bây giờ mình sợ màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ sẽ là màu đầu tiên của mình. Câu ơi, tẹo nữa em ngủ 15 phút thôi, đến sau phải gọi dậy nha. Mọi người ơi, đây màu đỏ của mình nha. Các bạn ơi, đây là phần màu đỏ của mình này. Đây là màu đỏ của mình nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng. Người đây màu vàng của mình nha. Đây màu vàng của mình này mọi người. Đây là màu vàng của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu hồng nha mọi người. Và mình sẽ tiếp tục là màu xanh nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh nha. Màu xanh sẽ là màu tiếp theo của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây phần màu xanh của mình xong rồi nha. Phần màu xanh của mình đã được xỏ vào rồi nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh mình xỏ vào nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu cam.
mình nha. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt màu hạt sao vào nha. Mọi người, đây là năm màu của mình. Giờ mình xỏ hạt sao vào nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xỏ hạt sao vào vòng của mình nha. Bây giờ mình buộc hai đầu lại nhé mọi người. Mọi người, bây giờ mình buộc hai đầu lại nha. Bây giờ mình sẽ buộc hai đầu lại nhé mọi người. Mọi người ơi, đây vòng của mình nha, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là vòng của mình. Vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Đây là vòng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé.